Trong hai bên đấy thì thông qua cái việc chúng ta tạo ra và xếp vào database thì nó sẽ tạo ra những cái state khác nhau cho những object mà chúng ta đang sử dụng. Trong hai bên đấy thì chúng ta có ba cái trạng thái của các object. Đầu tiên là transient, persistent và detached. Thì transient là khi mà một object được mới tạo ra sử dụng cái hàm constructor thì các object này chưa được kết nối cùng với các section của Hibernate và ở trong database thì nó chưa có bất cứ một record nào được mapping với cả object này cả, tức là nó hoàn toàn mới. Persistent là cái khi mà một object được map với cả một cái record nào đó ở trong database, tức là nó vừa có giá trị trong database và nó vừa có một cái biến tham chiếu ở trong cái object ở trong Java. Trạng thái persistent thường có khi mà chúng ta tạo ra một object mới và chúng ta save vào database, hoặc là chúng ta đọc một record nào đó ở trong database ra một cái object của Java, thì có nghĩa là nó sẽ đồng bộ hóa giữa Java object và trong database, thì lúc đấy nó sẽ có trạng thái là persistent. Detect là một cái object mà khi đang có trạng thái là persistent và section nó bị close, thì có nghĩa là cái kết nối mapping giữa database, giữa cái record database và cái Java object mất đi và nó sẽ chuyển thành trạng thái là detect. Thì đấy là ba cái trạng thái của object, và đây cũng là một câu hỏi phỏng vấn mà các bạn rất thường gặp khi các bạn đi phỏng vấn những cái job liên quan đến Java và Hibernate.